Và chẳng ngày nắng dương nâng bàn khơi tutorial và tutorial xem power factor nâng rectifier và session bắt top tập nhóm bằng hai vì practical activity từ lớp in rectifier hay nâng inverter là dương dương cho session thì mùi nâng sân và tutorial ní cứ đọc sài problem miền pì nè là problem thì mùi ní dương bài chạy bánh mưa lệ ní thế lệ ní còn lệ ní nhằm cắt màu vì open course về máu ấy nè nhưng không problem ní cứ thà dương miền electrical saw dương chi voltage saw hay chi tầm rung sine wave cái cosine mà mình về chạy sai anh em đó cứ cosine nhé và cosine mà này mình về hay nhưng so nó cứ supply từ đó induction motor mùi mà supply từ induction motor là induction motor nó miền parameter tăng ngọn năng miền resistance và resistor lại đi mùi miền lại đi mùi tiết miền lại đi mùi tiết hay inductor năng lại đi phong chương trình này cứ và cái ao dương cầm nót tròn để bắt đầu mở một tờ nó cứ tròn trên bị sọ hình tờ đường đấy hồi số nô tí pi cứ là ao dương cầm nót power factor xem áp induction motor đường và ta motor nó operate nào thì ta tu bàn là power factor nó phần màn bà chấm đâm bay đọc sai bằng hai bộ phim nữa cứ bà dương miên chấm hiền ta tam lùm đập lùm đói khi mà khi lùm bằng hai lùm đắp và là nhóm chọn bằng room đi đâm bay trên này space và chắc so bao giờ vì miền đồng rong thay chia vs cosine omega t nhé và chắc như mơ step thứ mười ta problem bài này kịch thời thường mấy là step thứ mười cứ find equivalent impedance nhé. Impedance tang đôi z equivalent đi smart này put và này put cứ dương ai tha và dương ai tha real và này real chúng tang đôi và dương ai tha real này z đang tới hai bạn bố áo ấy chế con này này imaginary okay. Imaginary này impedance năng và dương anh tha đi chỉ cứ này giờ x bố áo ấy chế con này y hiện tại của bạn này nhé. Step 2 và step 2 cứ draw right triangle on complex plane in eh? In complex plane the complex on này đấy và bài này và đây cứ x thế này cứ chế vài những ấy và này cứ right triangle nó ấy nhé đây là này cứ và j y hay vậy này cứ x ok và hai mum nhưng anh cũng nói mum bỏ tricon cây nó đòi mum phải chính tự
bà step thứ bảy, cứ cùng nó amplitude bao hà gì kỳ vậy nè, tại anh cặp bớt tới gọi là square root này x square plus y square đấy, đấy, chẳng gì nó cứ chỉ amplitude cứ chỉ epoch này ai là gì đấy, mà nên luyện tôi tí nhỉ. Và chẳng gì equivalent và amplitude của viên đấy j j y này cua tay vào khả này mình chẳng anh ấy cứ chỉ point gì đâu này nhé và step 4 step 4 cứ và find steady state current steady state current ISS và nó cứ chia sum nu đây cái số rớt tam đó nè cứ đi tam đó nè và job step nâng hai nhưng ai trong cái cứ ai kia này power factor ba này nè và những thì pram cứ những ai kia này power factor ok ok chẳng chúng ta tam tầm nào tới tìm mũi ra cái equivalent impedance mà ấy chẳng chúng copy đi tới tiết mà những người ta impedance lấy đi chúng chất tục thờ Z1 và Z1 cứ sma o ai thằng tèm đó lại ni Z2 Z2 cứ sma L L S cô nói omega và cứ nó cứ chip này complex trong miền J này miền J hay lại ni chúng ta tục thà chia Z3 cứ sma L âm ôi J đấy nè J L âm cô nói omega và ôm ghé cứ ôm gà này nè hai và này cứ gì phó smile dạ gì phó smile j al dạ al al on con này ôm gà này anh ấy gì phái cứ smile o này tạm đó Z6 cứ smile R8 như thế đó và chứ những khơi là những ai kia này impedance không cả này to gì dưới nè bây này to gì dưới và bây này to gì dưới nhưng những ai sẽ bàn là Z456 smile Z4 bộ ơi Z5 bộ ơi Z6 chẳng những bộ tam năng lượng và những bộ tất nhiên khơi nhảy đó và sang những khi mà xe lùm mặt áo Z4 nó cứ J L L O Omega hay bộ ơi R R ni bộ ơi R H thế nhưng ai chỉ nuôi lấy cho màu này chẳng những khơi lấy vậy to mà tiết mà Z456 nhá ngày năng Z3 ní vì to chi parallel thế và to chi parallel dương biên như ai sẽ conductance 3456 cứ smart conductance 3 bộ ai conductance
4, 5, 6 và conductance cứ gì chúng ra này impedance okay chẳng hạn này cứ gì 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 nhá và small mùi này là G3 anh ấy bộ ai mùi này là chẳng dừng tiền rộng ở G3 4, 5, 6 nhé ừ mà họ côn này vô họ họ côn chạy họ bộ nè chẳng cứ G3 bộ ấy G4 họ côn họ côn A456 chạy ai à pi nó bốc chỗ phần bà bàn tọa máu gì kì vừa lần bao giờ nên cứ mà ấy bộ tăng áo nó cứ to dữ lý cho mùi này cho mùi này tiệt chẳng cứ mà gì vốn bộ ấy gì thú bạn bộ ấy gì kì vừa lần bay buôn về bộ mùi đó 3, 4, 5, 6 và chẳng dừng tu toa tới này dừng chân lấy chân ấy tu toa cho tất lại này mình complex này là complex và tu toa cho tất trong cái dừng bạn x bộ ấy chê bài này ok chẳng khi mà chân lấy ảo thế còn là đăng thai dừng do cả lấy được ảo đi mà chân tới nữa resistance OS nè OS mà bạn đi LLS mà đi lại anh ấy còn bay với chị Henry nữa anh ấy được khi đá anh ấy resistant anh ấy resistant nhé và với thay mình chuyện mới ok phần nông nhau và trên những bàn phần đi hỏi dương ai mới step thì p và dừng draw dừng draw cái kiểu này rồi ha dừng và dừng draw này ok draw và dừng draw một đoạn tiếp tới chương step 2 này step 1 dừng chập ra một tờ ấy step 2 cứ dừng draw triangle nữa và cái này ấy dừng kẹt địa bàn và dừng kẹt địa bàn dương ai kẹt nia và dương kẹt nia absolute z equivalent đi và nên là dương ai kẹt nia tam khối các bạn chẳng hạn cứ real anh ấy imaginary nhé chẳng hạn cứ vay đi cứ vay j đi hay đi vay đi vay r và bây giờ cô đang bán riêng ai rock finest mai ghế ô phần tổ này chế con ai vai bên trên omega chẳng và gặp bất chế anh ấy cứ x anh ấy cứ vai và hồi file vào dương đi thì ngay đoạn bán nó cứ hạ tóm này vải chạy ở ý. Chẳng
chẳng cần ai dân luôn đi bàn trên dưới lệnh đi bàn trên dưới lệnh đấy nhưng ai kẹn đi đi trên dưới lệnh bàn này ok và step 3 dương kẹn đi amplitude z equivalent đi và bằng mẹ tên ta nó có rụng môn đã mặc khoạch thế absolute zeq can I use call x in y young I compute x square plus y square ba square root of x square plus y square ban bắt đầu mau change bên này can I use call z này hay young trong rock geron ba zmai ca geron bởi ai tham đi tiết mà trên những khởi đàn đấy chỉ voltage nhé voltage input smart chẳng và chỉ sine wave chẳng được bây giờ trong rừng giai đoạn steady state chẳng bị cho step 4 ấy mình và giai đoạn steady state bao nhiêu nữa chỉ là cùng lịch pin smart mà voltage chạy ở resistance voltage bao nhiêu cứ và amplitude là amplitude bao nhiêu này cho nên vì thời miền là amplitude và này cosine này cosine này đấy cosine omega thì và omega này cứ bây giờ chất tầm bao ngày hai đó ơi phải phải để những cái này vào máy nhất này bà chẳng amplitude A nó sao ấy A nó cứ amplitude bằng voltage chạy ấy impedance okay. Chẳng amplitude bằng voltage nó cứ sao rồi chất sập nữa chạy ấy amplitude bằng impedance gì equivalent mày nè nè nhưng khi mà chúng nó lấy ấy đấy là này nhưng xây chẳng sẵn gọi bây giờ là dùng cố cố hai bàn dương cosine này bây rơi chất sầm bao thí đo ơi phải nâng ảnh phải cứ ạ tăng mà nhận ok và tỏ máu và tỏ máu nhưng cái này power factor bà này và power factor cứ formulation cứ dùng ai đã vô tại một đó sân dùng chấm nè nhưng khi người ta ví có cosine ai đi có cosine và chắc power factor mình tên tới cứ small cosine mùm phai này anh đấy những anh sẽ đã vô bóng tờ của sân dùng nhưng chăm ta bảo sân chỉ phục dương tầm rộng chăng power factor cứ cosine phi như này nhé đã được ra giờ mọi người ok bà mà cosine phi số ta formulation những anh kia đi mình bán nè và cosine phi cứ trong chốt chạy ấy hypotenuse nè chắc cho mày sẽ bàn thả smart x chạy ấy đồng loại khác z equivalent này ok và cứ bằng năng ấy nè kẹt liền bằng năng thứ ba này bộ bộ giờ đây score chỉ lệch hai anh đi kẹt đi score chỉ lệch hai nhưng anh kẹt này tới cứ dự bán chấm lời dừng và mình dùng nuôi đến đọc lại ní
bà thêm bỏ ọt tế nhưng ai bắt to tơ lùm hạt một tiền và không chân rụm đi schematic này cứ chia electrical circuit mỗi đài miền bộ chia current source nè và chân symbol bài nâng lùm nàng ai current source hay current source nâng vì chia waveform sine wave nè waveform với cứ sine wave bài này đài amplitude này cứ IS bà chẳng current source như project sign về nó trở bàn rectify đào diode tì mối hay là tì pi ní và rectify cái đâm bay khai chỉ cho ron chọc nơi khang load nè chẳng đi load cái ơi cầm nót rốt và power factor và seen by current source okay. Và seen by current source đói sân mặt thế capacitance C vào dưới này thông cực quán và này thông cực quán đài thu ơi voltage voltage output đi tới ní voltage ní cứ cái tăng đây ô tô instantaneous VD ní và chẳng VD nên cái thả capacitor thông về mình report tối đây report với nó và đây làm lại một xung bảo vía làm lại một xung đây V nó cứ làm lại một xung bảo vía nó cứ V thông đi nì chẳng V đi vì tôi đi và hai vì đi thông đấy cứ xâm đa chẳng là vì tôi ở lợt đi hay vì thông đi vì thông mà trăng mà này mà này thi này vì đi chẳng miền này đánh chẳng và bên là chẳng xuôi ấy mình bạn đại sang cái số lượng power factor để xin đổi current source power factor trên pin này đi và chẳng đảm bảo ai rồi bị bán dương thử score waveform robot tròn phong hay thử score waveform robot voltage bị phong và vs nitty nhé chẳng waveform bảo anh ấy smile những score waveform mà này những score giống mấy cả biết dương ái kẻ đi rốt power factor bán nè tam rồi dạ power factor cứ smart real power nơi lỡ apparent power s này s nó cứ v root mean square còn i root mean square ok và chân ngàn lấy dương áp này khăn khổ lấy cứ S nó chỉ apparent power I root mean square dương ai kẹn đi bàn clear với chân biến đi tại vì root mean square tòa dương rộng waveform này thường sẵn nè waveform đọc VA này này nè chân bốc nó nằm nàng ai cool thơm nó lại ní đó nên nằm nàng ai thơm nó nâng lại ní ok ta dừng ai kẹt đi mạch bán rùm linh tích ok
bà chắc đâm bây kẹo nên bán step ti mùi và step 1 cứ draw waveform id ở trên id này chẳng id lấy đi hay đừng lấy đi cái đôi cái này và đây ai chặt tục thật IO đây chặt tục thật ICF đấy. Và step thứ mỗi cứ draw waveform of ID step thứ p và thứ make analysis to obtain waveform of và voltage VD và VD cứ on or nè. Bạn step 3 cứ make analysis và cái chờ là phải do analysis mình make cái này do analysis và do chờ này do và do analysis analysis to obtain waveform of the source waveform of the source voltage source voltage nó cứ VS và anh ấy cứ VD này thi đại nè ok và là dương chấp ra mà step 1 mà tự tam từ nào mà đi bù viên tịnh mơ điền thông phê ok và là dương mưa step 1 mà dương đi nhưng khi người ta đại dốt đấy vì ai anh nhà ao chọn rồi tam tự đại ứng mùi nè từ nhân bản nè chắc bà sân chia dương mưa lưu veo form bỏ chọn và dương mưa chọn ai s bỏ dương cứ vì tầm rộng với tầng trẻ okay. Và chiếc chỉ lọc này chỉ lọc về lại này lại này cứ một pi hay lại này cứ 2 pi và chương trình lọc về này anh đi đó anh đi bột và chương lại này chương trình ta bảo cái nào chọn id từ bột đại dụng đi turn on bạn á turn on chứ anh đi cứ đi one on
đi one on hay đi two off. Ok mà vô chân viên mình ai bị xe cao đèn này kết tục cho nên bây giờ làm gì vậy chứ là đấy cứ đi one off vậy nhé. Hay đi thú on chẳng như khơi tha chọn ID chẳng chăm cụ chọn ID cứ tha về ai miền màu chế và cho nên cứ ID hai đặc biệt là đi đi one off số hãy tạo mó on với nhé về repeat điện thoại ok và tạo mó tiền xem trang thư analysis đầm bấy step 2 này nè từ tu bàn việc form này bỏ vị đi này và lấy step 2 step 2 dương pra voltage cube Kirchhoff law xong tổ current này Kirchhoff current law Kirchhoff current law cứ tha dương miên dương pra nó lên node lại nè đấy đã bỏ của họ mà cái này đi bằng chân dương anh vọt tới cứ dương khơi thả ai đi vào dương đi smart ICF bộ ai ai và nhưng đã tầm lại một xung chỗ nhưng một cái operation tầm lại một xung nữa và những khởi thản đi smile sound và bạn này đã chọn đại châu của pastor và vì châu tranh tới cana ai ai dương khang bộ vị miên tròn mà châu tròn được cana anh ai ai đi sôn ai đi sôn ở bên này cột con màu resistor này chân tròn chân pi capacitor màu cột con ai resistor anh được chắc là châu chân nhưng mà số màu biết cứ sôn này chắc những người ta ai đi mà số màu dương này cứ smart ai om số và ID mà xung dưỡng cứ xung ấy ID mà xung dưỡng ai integral này máu đi và integral là bỏ hôm nó máu dân dương nâng được ban khơi nhưng khơi ta về xung máu IS chạy ai phải nè chẳng IR IR mà xung bao dưỡng nó cứ ai smart IN là lượt phải ok là những số thay những ban vi voltage VD đến nơi đấy là những ban tròn xung nó là resistance mà resistor on này hay then và được gọi therefore voltage VD để mà tầm lại một xung I on này còn ai resistor resistance R dạng những ai smart IS nè lờ pi times R sorry anh ấy cứ chia tầm lại VD một xung mà anh ấy cứ tầm lại một xung ấy
ok vi đi mà xung bà rưỡi coi dương tăng đang chia vi đi thông này bà chứ như người ta voltage lại nâng nè để sao capacitor nó bị chui ở miền tròn trên châu trên châu vì chỉ dùng để sao ở voltage lại nâng cứ vi thông đi nâng lại sma is nâng lực pi của nội o này là hậu bạn bắt đầu báo thứ mấy tiền dương pra và dương do analysis to obtain waveform of voltage source Vs ok và dương step 3 và chương step 3 dương vi phía thường mệnh và dương mơ vi phía từ lơ diode on and off này và voltage ní đây sao vi pa lại cho mùi lại ní đáy nè lại nắng lại ní sao ta pa lại ní mà đập bò khóm và dương khơi nhạc cô ní chương cô ní hay cô ní và sắt bà con là par lại này chẳng đồ rạp nè diode one ní turn on voltage vs hay là voltage vd ní smart này đồ rạp nè d one ní turn off và d on vĩnh chẳng là lại ní đôi dân cua châu khnì chẳng chỉ sai là dân cua châu khnì tế chẳng voltage ní thẹn một sâu này chẳng cho mai cu đi làm vĩnh ba nhưng mà cụ này là với nhờ nhưng cụ voltage ok khi mai chưa các bạn này và những cụ làm mình tới và dương miền là nick pi hay dương miền là nick thu pi và nick ôm giả thí anh ấy dùng cho cu hờ vs này thí và chắc dương đăng ra trở lọ này ạ à. Trở lọ về này cứ đi vòn on thỏng về hơi đi thú off đặc biệt trở lọ về này với dương miền là d1 off d2 on và d2 on nó cứ đâm bay ao p là chỉ làm rốt tam từ đi cứ việc rốt ban mà chung nhang nhang sru nè trong cả này p là sign view này áp dụng miền này cứ chỉ làm rốt tam từ đá này vĩnh chẳng rốt tam d2 nhang sru chẳng sai lại này cứ ở miền voltage tê nè cô này đi chẳng mà sân chia và D1 on cho là D1 on đi và D1 on đi cứ voltage VS vào dương đi small voltage VD dương đi nhìn chẳng và cho là đã D1 on đi cứ voltage và VD đặc biệt D1 off tại D2 on D2 on thua ai lại này cô chô khnìa đấy nè lại nên ngày lại ní cứ cụ mà cứ rốt tam đi lằng sru yang mong ăn miền internal resistance để rốt sru yang mong đấy chỉ đoán chăng voltage cứ sầu tỏ máu về repeat và repeat chẳng tới được chưa nè dương ai và cầm nốt rồi và root mean square value robot VD và VS bà đây và chắc nhầm khi mai giờ phải chia thành nhà step 4 và dưỡng cứ và step 4 cứ compute V root mean square and I root mean square
of the source. Hi. Và chắc bên đây là dương ai kẹo nia đến dương ai kẹo nia apparent power s mà và hai bàn step 5 compute real power và tòa mô bàn step 6 compute power factor small real power divided by s và apparent power. Ok, là dương bàn complete step 3 này hai dương bắt đầu tới 7 step tiếp. Lúc gửi xong bạch kia cái lại nhờ PCF Smart Zone tích bán nó cho mặt sơ toàn này nữa bên Smart Zone này. Anh đang tâm ô trời ơi anh đang lẹ khan đời cứ cái hai thái periodic steady state periodic steady state bà vô ấy bà phố bò dưỡng vì chìa sàn vèo bà này vì miền chiên cùng khuôn á chàng cùng khuôn dưỡng vì phía dưỡng lọc khớ nhờ lẹ khan periodic steady state cho rõn nên khả năng capacitor minus mà sau hai bộ voltage nên là inductor periodic steady state có mà sau này nhớ lẽ voltage mà sau như thế này chạm bàn đấy và nhìn từ bộ từ mơ là periodic steady state đây chúng ta phải vô lời nhé. Ok là khi mình chạy lại nữa ok bàn xu những lò nhé và chẳng bắt đầu mà tiền bắt đầu mà tiền chẳng mơ từ step 4, 5, 6 này và chẳng chẳng copy cho từ mơ slide bắt đầu tiền nữa và chẳng kẹo đi ok cái anh ấy v root mean square hay là i root mean square cho mình đấy nhưng mà ai copy này tập này cho không mà đấy và v to i root mean square nhưng cái anh ấy mà lớn i root mean square bớt dương dương được chấm dương anh para root muốn dương mong bàn pro ấy vị trí sine wave và formulation viết cứ thay dương dương amplitude chạy rực bì đẹp đoán đấy I v root mean square v root mean square bảo dưỡng cứ tam formulation mỗi nơi là 2 pi integral b 0 to 2 pi này v s of t square d omega t thế chẳng v root mean square bảo dưỡng và small mỗi đơn là 2 pi integral p 0 tới và đi xa v bao dưỡng vì miền là bị xôn từ pi ấy nè nè miền là bị xôn mà đọc pi nâng thế hay constant v đi dương ai dương integral mà dương ai đọc v đi bàn ấy dương chứng là v đi hay phần là v đi nếu miền là bị xôn từ pi nâng thế và square đi đi square cho sẵn đó nhỉ đi omega t à omega t ở đây à chẳng sma pi này là 2 pi này hay còn ai v đi
Chắc là bây giờ dùm đùa máu. Trên trình tị bàn vi root mean square smile vi đi nơ lơ rực vi đại. Yeah. Lấy dùm đùa, lấy dùm đùa. Bà chạy rực vi đại nè. Trở đi cô biết thủ phái chẳng muốn là thủ phái zero thủ thủ phái này càng không được square trở hai tọa máu để xa vi miền tầm lại tại vì sâu tập phái thế miền tầm sâu tập phái và chẳng mùi này là thu pi này ok bây giờ thu pi integral máu dương thì bạn pi bd square anh đấy bạn tỏ máu dương từ lẹ bạn dương đạo được rồi đấy bạn dương bạn chẳng ok đôi chút trở lại mẹ khó này này tỏ máu dương ai kẹn đi apparent power s mà dương quân châu khuya tới dương bàn vị đi chạy ở square root of 2 hay dương quân ở is chạy ở square root of 2 và chẳng dương bàn smart vị đi quân ở is là lớp pi. Ok bạn chúng mình bắt top dương compute real power p và chương dương thực dương thực p bao dương sẵn smart ai ghé smart i ni i s ni t côn ói v s ni t và như anh cất tam pi là biết như cất tam đang hai dương integral ra average ra tập bài một số của bạn rồi coi dương mơ lơ power đại consume đại nè consume đại lâu bao dương nè chẳng dương ai và p average nè dương ai smart dương anh ấy dương ai chân luôn dương ai chân tầm lại châu rồi gọi dương thời cụ crap về báo nè và rồi gọi dương ai c ba đa sma voltage vi đi và vi đi đi côn áo ấy và cứ vi đi côn áo ấy tròn tròn và côn áo ấy chọn ID một xung đi đấy chẳng có bạn này và rồi bớt bớt sân dương trong pra formulation bài bây giờ và dương miền này cái này IS và là dương rộng tam tầng pi được biết là mấy tìm to này mới đấy IS của đòi sine omega t hay của đòi VS bảo dương đi nè vi ấy nhưng xe mạnh mẽ nè vi ấy nè
Sway ca đấy. Và anh em nhưng mà sẽ dạy bán sẽ bán thả vị đi cô nói mũi bốp sai đấy này sai of omega thì và chạy pi bà hai đứa mình chẳng như mưa ta bớt sân chia sai nhau gà thi đi à vị vị miến chờ lọ đi chờ lọ bột đi bớt sai nhau gà thi nâng vị miến sai mà viên đi sai nhà đi sai sân nhà nè sân nhà này dùng luôn vị miến bàn bột mùi mùi bột mùi trên pì pì sầm bột pì sầm bột đó là sao vị đi vấn đề thầm thở hai bớt sân chia đi à vị miến và sinh nha này chúng luôn ảo vị trí miết trên mặt độ mùi bột muối nó trình sâu và chẳng nó trình sâu ok bộ sân chỉ được xây chỉ thầm rong và mặt mà thì có formulation những ai xây chẳng bàn đấy hả vị đi mùi bột ỏi xanh được pi hiện tại và được pi đây tục chạy mơ cả này thì pi nhé là dương bữa sau này dương đã integral tới là integral pi đi máu và integral rồi average miền này thà mỗi này là 2 pi integral pi zero từ pi sani is ani sin omega t và hay ani con ai vd d omega t nhưng vậy miền sai ni tê bộ chúng đang là chấp tập đi sâu tới pi ni à phải khang này nó cứ small vd nó ngài chẳng vd ni chẳng integral nó tới chúng nó tụi bán tụi bán IS VD chạy ơi phải là mà vẫn đang đấy chẳng trong Christ ở lại bữa sân nhóm tìm toàn tam là biết đi vinh kèm giờ vị đi thì thèm đó ngoài cô nâng chờ nè chờ mà xuống màu ID nè cứ smart VD còn nói chọn nó cứ dương lọc rồi khơi nhé chọn xung nó smart ấy ghế nì chọn là ai ai o bao dương đi chọn ai o bao dương nó cứ ai s nửa lớp 2 đi và ai s nửa lớp 2 ồ anh ấy ai o bằng thử nữa còn nó chạy down ai o hay ai đi bên nó về smart này chẳng lẽ nó cứ smart is nè lơ pi và chẳng là pi này nhưng khơi ra về đôi kia nè chẳng step thì bằng môi dương đi và có mọi người nơi kiên cái liệt với lượng gì mà lớn đi cho chẳng step thì bằng môi bằng dương đi nhưng cái này power factor bằng dương smart VDIS nè lửa pi chạy chạy kế bà đi hả VDIS nè lửa pi chẳng trong cái này cứ smart P nè lỡ hai chẳng cứ hai bán và dừng chạy tới P chạy hỏi hai
và phải hai chỉ học xong bay chỉ học xong một môi phía rồi mà và nếu mà sinh nhật kinh phía rồi mà bạn nặng ở đó lại nên mình sẽ nuôi thế và ở miền tây những ai xem ra pram nít tí sân tới nhưng mong pi mà phai nít tí chạm những bộ to thiệt